Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Lan Khuê gây chấn động với viral lỡ lầm nhưng lại bị chỉ trích thiếu tinh tế vì hiểu lầm tai hại này. Lan Khuê hiện là một trong những chân dài đình đám được các nhà thiết kế săn đón trong các sự kiện thời trang. Tay xúc trở lại hào quang sau thời gian bộn bề với biển sữa, nhan sắc và phong cách của nàng hậu được nhiều người nhận xét đã đến độ chín mùi. Mới đây, nàng hậu Lan Khuê đã có mặt tại một sự kiện thu hút rất đông sự chú ý và quan tâm của khán giả. Ngay từ giây phút tiến vào thảm đỏ, người đẹp đã gây chú ý bởi khu ăn mặc thời thượng cùng mái tóc đỏ rực khác hẳn phong cách thời trang xây dựng trước đó. Người hâm mộ không khỏi trầm trồ về vẻ ngoài cá tính và thần thái ngất ngây của nữ siêu mẫu. Sau khi lên xe hoa với ông xã đại gia, Lan Khuê dường như lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ, ít xuất hiện trước công chúng nên người hâm mộ chăm chú ý vào lần comeback thần thái ngút trời này của cô. Tuy nhiên, mới đây trên TikTok lan truyền chóng mặt một đoạn clip được cho là Lan Khuê có hành động thờ ơ, lạnh nhạt hất tay với nhân viên hỗ trợ. Sau khi chia sẻ, clip nhanh chóng nhận về được lượng tương tác khủng từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nữ siêu mẫu làm dâu hào môn lâu ngày nên chảnh chọe. Lý do cho cái hất tay là gì? Không nhìn một cái luôn. Lan Khuê hất tay hơi bất lịch sự nhỉ? Lẽ ra nên quay qua rồi nhìn cười một giây thì tinh tế hơn. Làm dâu hào môn nên coi kinh người khác đây. Mặt khác, đông đảo người hâm mộ khác lại đứng về phía phu nhân hào môn, cho rằng đó là do góc mái quay gây ra những hiểu lầm không đáng có. Thực tế, nàng hậu không hề có thái độ gắt gỏng với netizen này. Hiện nay, video vẫn đang là chủ đề bàn tán của khán giả trên mạng xã hội. Được biết, đây là lần hiếm hoi siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện trước công chúng từ khi kết hôn với chồng đại gia. Lan Khuê vắng bóng hẳn trong các hoạt động của làng giải trí. Thỉnh thoảng, cô chỉ xuất hiện trong một số mẫu hình thời trang hoặc vài sự kiện của bạn bè thân quen. Cuối năm 2019, siêu mẫu xinh quý tử đồng lòng. Dù khá kín tiếng, ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư hay thể hiện những trạng thái trên mạng xã hội, nhưng Lan Khuê hay chia sẻ hình ảnh của mình trong những bộ đồ thời trang xanh đều, những món đồ hàng hiệu xa xỉ, nên khiến nhiều người đồn đoán về cuộc sống nhung lụa của cô. Người đẹp cũng thường xuyên đi du lịch ở những nơi nổi tiếng, sang chảnh. Cô từng chia sẻ, tôi muốn dành thời gian cho gia đình và tham gia các hoạt động thời trang, giải trí có chọn lọc. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.